nay lại là cắt cải tiếp nữa cả nhà ơi. Nó quá trời lớn luôn rồi, cho nên là bây giờ phải ăn thôi. Coi nè. Đó. Thấy không? Nhiều lá to quá hả? Cho nên là bây giờ mình phải ăn. Đó. Cả nhà coi nè. Không, nó nhanh lớn. Khủng khiếp luôn á. Mưa mưa này nè. Mưa mưa này nó nhanh lên lắm. Đó không? Clip nó lên là mới đẹp lắm. Elina chạy ra ngắt hết hai cái tiêu của người ta rồi. Elina này màu hồng đẹp không? Đó. Cải của mình ha, đang lên đó. Đằng kia có mấy cái tulip, đằng kia cải. Đây có tulip với sen đá. Đây cái này đang lên tốt lắm. Trời ơi cái này thơm. Cái này của nhỏ em nở nó cho năm rồi nè. Mình trồng á, rồi cái bây giờ nó lên lại, mùa đông nó chết xong giờ mới lên lại tốt quá trời luôn nè. Nở có coi video này thấy không nè, nở cái húng lũi em cho chị năm rồi nè, nở. Ồ công nhận thơm đã thiệt chứ. Đó, nguyên cái chậu này luôn nè, là nó không ở trong đây. Rồi nè, coi mấy cái cải nè, nó nằm ở đây mà nó vẫn tốt. Mấy cây lèo tẹo đây mà vẫn tốt nha. Cái này cái bông gì nè, không biết nữa. À, đây có một chậu hành đang lên tốt luôn. Sâu nhưng mà mình vẫn ăn nha. Sâu thôi chứ nó đâu có ấy đâu, bio mà. Còn ăn được thì là vẫn ăn, mình lặt lá mình ăn. Còn cái bông này nó lên, đang lên bông thì mình để cho lên bông luôn. Để mình lấy hộp, mình gieo tiếp. Vậy đó. Đây ha, mấy cái lá này mình sẽ lặt ăn hết. Bên kia là cây sung đó cả nhà. Mình trồng cây sung trong đó đó. Trời cái mai lâu tàn ghê luôn nè. Tới giờ cũng còn nhằn khè luôn ha. Chưa, cải đó còn đây. Ngắt cái rụp. Đó, sàn đá đẹp không? Đang trổ bông quá trời luôn nè anh. Ừ, quá trời bông luôn. Đẹp hết cả nhà hả? Bông màu vàng. Màu vàng dễ thương quá. Ở đây đang lên bông nhóc nữa nè. Mấy cái này bông luôn đó. Không biết bông bông gì quên rồi không nhớ nổi. À, cây này là cái cây này là sắp sửa lên bông nè. Này là hoa viên dĩ. Là viên dĩ mới coi sáng YouTube một cái kênh nào đó đang nói về cái loài hoa này nè. Hoa viên dĩ mới biết tên Việt Nam của nó. Thằng đó đẹp. Bonjour. Thằng đó đẹp quá à. Ôi ôi trên nè, dễ thương ơi là dễ thương luôn. Ôi cưng. Cưng lắm luôn. Trên nè. Ủa sao mình nhớ, em nhớ là năm rồi, sen đá tháng 8 nó mới trổ bông mà ta. Giờ trổ rồi. Hay là nó trổ hai lượt đó. Đó. Rồi bên kia là giáp cá đang lên. Rau giáp cá đang lên quá trời luôn. Đó cả nhà. Đó, đó là rau giáp cá nha. Bên đây xong hả? Hết rồi hả? Vậy cắt chỗ đó. Có mấy cái xà lách nè, nhưng mà nó còn nhỏ cả nhà. Dưới ở đây có giáp cá nữa. Ra đây, mẹ đang quay phim. Giáp cá quá trời luôn nữa nè. Không có giáp cá đó cả nhà. Trời ơi, công nhận cái giáp cá này nha. Ngày xưa người ta cho có một bụi à. Một bụi nhỏ thôi mà bây giờ trồng vô cái nó bò giáp làng hết trơn cả nhà. Đi nhà Barbie làm gì? Trời ơi, kìa, mang hai ba cái giỏ để đi đầu đi nhà Barbie. Mang hai ba cái giỏ luôn kìa. Trời ơi, người ta dẻ tùm lum hết trơn. Nhưng mang hai ba cái giỏ. Đi đi, đi làm nè, con chào của ông bà cô chú đi. Dạ, con xin chào ông bà cô chú. Cái bọn hôm nay con tin là con không muốn đuổi con mới cho ngày tới đi cho trời ơi, cái miệng dính gì đen đen vậy? Đi vẽ nè, vẽ lên mặt, lên tay, lên gì tùm lum hết trơn luôn kìa. Rồi, thôi đi đi. Đi nhà Barbie đi đi. Ừ. Ba đang cắt rau. Ừ, con mèo hả? Nè, dễ thương không cả nhà? Đó, thấy không? Mình có nhiều, nhiều sen đá. Nam nhau. Nè, đây nữa nè. Hả? Đó. Đẹp hai cả nhà ha.
tại vì nó lạnh cho nên nó màu đỏ nha cả nhà, chứ vài bữa lá nó sẽ màu xanh lại đó. Cái cây này hôm bữa mình lấy nè cả nhà, hôm bữa mình mua đó, giờ mình trồng vô trong cái chậu nè, dễ thương quá à. Đó. Hai, ba cây dâu hôm bữa luôn ha, mình cho vô chậu rồi luôn. Rồi cái này thì mình trồng vô chậu luôn nè, xong rồi đó. Đất hơi bị khô nè, ta chắc hồi phải tưới nước rồi. Nó đang có nụ cả nhà. Mẹ đang ra bông nhóc luôn. À, đây là cái bông hồng của nhà mình nè cả nhà, hồng cổ luôn á, màu vàng. Mai mốt nhiều bông lắm luôn á hè, mỗi năm luôn, không biết là bao nhiêu bông luôn. Ôi Bông chưa. tàn ấy cắt trụi hết luôn rồi, bắt đầu giờ nó sắp sửa lên lại từ từ. Tới hè là bông nó tới nóc cửa sổ đó luôn á cả nhà. Bông lên đầy tới cửa sổ đó luôn, nó cao lên. Khủng khiếp bông luôn, không biết bao nhiêu bông luôn á. Tới hè. Đây còn chậu sen đá nữa đây. Đó. Cưng không? Quá trời bông luôn nè. Quá trời bông luôn. Thấy không? Tại sao cái cây này á, thì cái lá nó hơi đỏ mà ở trong kia thì lá nó xanh nha. Đó, phía trong đó thì lá nó xanh không á, vàng hết trơn là trong đó. Lá nó xanh. Đây, đây chậu nữa nè. Cắt hết thằng này luôn. Cắt hết mấy lá luôn. Để Sau thầy. Ôi, để sau hết, vô rửa ăn. Rửa kỹ chút xíu. Còn cái kia đọt nó đang lên bông nè, thì cứ để. Đang lên bông. Để em dơm cắt phủ anh. À, hôm qua thấy ai ở trên YouTube nào ăn thịt nướng cuốn cải xanh cũng có lý đó nha. Chắc không lẽ bữa nào mình cũng phải ăn vậy luôn chứ. Từng lá rồi cả nhà, thấy không? Bữa nay là một hồi nữa trời mưa âm u cả nhà, cho nên là mình phải tranh thủ mình phải ra mình cắt, để hơn hồi mưa cái là tiêu luôn. Mưa cái là không có cắt được mà để nên nó sẽ bị già. Đó. Trời ơi, này cả nhà thấy không? Lá lá luôn. Đây, lá cải rất là đẹp luôn. Cái chỗ này nó ít sâu hơn cái chỗ đằng kia cả nhà. Cái chỗ đằng kia nãy nó sâu nhiều. Cái bên đây nó không có bị sâu nhiều. Bên đây nó rất là tốt. Cái cải xanh này nè, cái mùa này nó mới tốt nha cả nhà, chứ còn để mà nắng quá hè là nó không có tốt. Đó, cái mùa này nè. Cho nên là bởi vì vừa lạnh Noel tháng 9, tháng 10 trước Noel là mình gieo rồi. Chứ để mai mốt nữa là không có ăn được nữa đâu. Nó không có tốt đâu như bây giờ đâu. Mình rút kinh nghiệm ra. Bây giờ nó mới tốt nè. Giờ còn lạnh lạnh, hè là không có ăn mấy này được rồi, hè nó không có tốt cái cải quỷ này nè. Quá trời luôn. Lá to thiệt. Ở đó chị Dung mới kiếm đâu được cái giống này cũng hay ta. Lá nó lớn mà ăn nó the the đã. Chứ không có giống cái cải không lẽ bây giờ xèo nữa. Xèo hoài. Xèo hoài. Không mà chắc bữa nào đổi bánh khọt. Cuốn này luôn. Đám này mình giữ lại đi, mình ăn hết trong cái thau đi. Rồi xong rồi mình hả ăn tiếp cái đám này. Đám này là cũng đủ nồi canh nữa đó cả nhà. Cây này luôn. Cây này không biết cây gì luôn, cũng xinh của ông nhà ông hàng xóm nè. Cũng một dạng sống đời hay xương rồng gì ta. Anh cây này mình xin nhà ông Ách Lam phải không? Ừ. Xin nhà ông hàng xóm. Trời dễ thương quá cả nhà. Đây nè. Có bông không? Bông màu gì? Hả? Của nhà ông hàng xóm với thằng này nữa nè, dưới này nữa nè, của nhà ông cho nữa đó. Đó cũng là dạng sống đời xương rồng. Cây dưới này có bông luôn hả? Dưới này còn cây nữa nè, cũng của ổng luôn hay gì á. Ừ, của ổng cho luôn á.
mà nó cái hay nó đẹp thiệt ơi, mem nó không có bông, cái lá nó cũng nhìn đẹp ghê luôn á. Bồn này của mình là chỉ để trồng bông thôi à. Bonsai rồi à. Hồi xưa mình trồng rau, giờ chỉ để trồng bông thôi. Thôi, mình hái cải xong rồi, giờ đi vô rửa cải. Rửa cải làm đồ ăn cả nhà. Bye bye. Cơm nè. Đó, bây giờ cải mình hái xong là vô là mình luộc nha cả nhà. Hôm nay mình chỉ ăn luộc thôi. Cải luộc chấm với nước tương có ở dầm ớt nha. Ngon lắm luôn á. Đây có chả nè ha. Rồi đây mình còn canh nữa. Đó. Canh giò heo, xương heo. Đó. Elina. Na, hai Na chuẩn bị ăn cơm mấy con. Giỏi. Đi chuẩn bị ăn cơm. Thôi khỏi làm video, con chỉ nói gì đi. Rồi nói đi. Con xin chào. Rồi Ina chị ăn cơm giỏi cho ông bà cô chú coi. Giỏi.